Xác định phát triển giao thông nông thôn là một trong những mục tiêu quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thời gian qua, huyện Văn Chấn đã tăng cường và tập trung huy động nhiều nguồn lực nâng cấp và mở mới các tuyến đường giao thông. Trong 9 tháng qua, toàn huyện Văn Chấn đã huy động được 77 tỷ đồng đầu tư phát triển giao thông nông thôn, trong đó vốn nhà nước trên 52 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 24,5 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân còn hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng nghìn ngày công để làm đường, giao thông. Kết hợp các nguồn vốn và sự đóng góp của nhân dân, huyện đã đổ bê tông trên 60 km, mở mới đường cấp phối hơn 30 km. Với phương châm làm đường đến đâu chắc đến đó và làm đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Chấn đang tiếp tục huy động các nguồn lực, huy động sức dân tham gia đóng góp công sức và tiền mặt để tiếp tục nâng cấp mở rộng các tuyến đường, phấn đấu trong 3 tháng cuối năm kiên cố hóa từ 20 km trở lên.